Đấy, có lại đi cho thế. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Bò Sát của mình. Thì hôm nay có dịp mình xuống Thường Tín của quán của anh Tùng, mà ngày trước mình có lấy cái chuồng của anh ấy. Mình có quay mấy em red cho các bạn xem đấy. Thì hôm nay mình xuống đây mình tiện thể mình quay cho các bạn xem em Zylo size hơn 1 mét. Nhìn ở ngoài khá to luôn. Bởi mình nhìn các cái con, ba cái con của mình ấy thì thấy gọi là lạn luôn các bạn ạ. Quá to. Mình phải nhấc lên cho các bạn xem nhá. Cái bọn này là cái dòng ở trên dưới mặt đất. Nên là bọn nó không thích ấy đâu. Không thích nhấc lên cao đâu. Đây các bạn. Đây. Vừa nhấc nó một tí. Nó dẫy cho. Nói chung là mình thì ở nhà mình cũng có một bé tê gu size 1 mét, cũng là mình lấy luôn của anh Tùng này, nhưng mà chắc là trong thời gian sắp tới chắc là mình sẽ giao lưu và đổi sang lốt một em Zylo Barbie size tập 5x đó. Thì do là ở nhà, để ở nhà ấy, do nhà mình không có vườn, kể mà có vườn thì thả ngoài vườn thì nó còn đỡ, nhưng mà không có vườn để trong nhà thì nó mùi tê gu ỉa, nó ăn thịt thì ỉa thì các bạn biết rồi đấy, mùi kinh khủng luôn. Nên là mình quyết định là giao lưu sang một em Zylo nữa. Thì hôm nào mình lấy em Zylo đấy về thì mình sẽ quay lại cho các bạn một clip khác. Thì tổng thể em này thì cái phần đuôi thì như là bị gì nhỉ, bị teo một ít hay sao ấy, một tí này, còn đâu thì tổng thể là rất là đẹp. Bé Zylo này thì anh chủ có đang bán luôn nhé, giá thì mọi người có thể inbox cho mình. Dạo chơi cùng em nó bắt đầu làm phơi nắng rồi. Phê lòi luôn. Lần đầu tiên mình nhìn thấy size to như này ở ngoài. Thì mình quay tổng thể lại cho mọi người xem em nó một vòng nữa. Và thì mình xin phép dừng video tại đây bởi vì trời nắng quá, nó không chịu đứng yên một chỗ ở trong bóng mát kia đó. Cái thời tiết Hà Nội thì bây giờ nó vào khoảng tầm 38-39 độ. Em nó đang làm phơi nắng. Thì mình xin phép dừng video tại đây. Các bạn xem video thấy hay nhớ like và đăng ký kênh, chia sẻ của mình để mình có nhiều động lực đi quay các em bò sát khủng cho các bạn xem. Chào các bạn nha.